chỉ leo cây. Nghĩ tí đã. Anh đụng tay rồi. Rồi, được rồi. Giờ thả rùa bò xuống. Rất xa cho mọi người, rất cao nha. Ui ôi, một cái cành cây rất là cao rồi, thì bò lên núp thật. Không sao đâu. Vẫn chờ, vẫn rào thôi. Đi treo cái kia đấy nữa. Đấy. Tụng xuống, tụng xuống. Anh chạy chơi bỏ, anh bỏ cái đạp đi, chạy đi. Đi không? Ngồi chạy bỏ, hai anh chạy đi không? Đi không? Đang trèo, trên cái đéo. Rất cao nha mọi người, gần đấy. Nãy bao nhiêu người khen trèo tốt ấy. Bên ngã đây là bên giác một sinh nhờ. Thôi nha. Đủ trèo mái mà đấy giờ chưa xuống được tới đất mà cây quá cao. Ở nhà thấy toàn những người không bình thường. Đủ lòn thơ đầu xuống lượng mình đến vòng mấy vòng mới xuống được chứ đâu phải đơn giản. Đủ bắt đầu hạ cánh an toàn à. Ha ha ha.